Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng tác giả Dương Quốc Chính tìm hiểu bàn giao chính quyền hay đầu hàng vô điều kiện. Tác giả Dương Quốc Chính viết, vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi không còn khả năng xuất kích để chiến đấu, 23 chiếc F-5E và 28 chiếc A-37 của Không lực Việt Nam Cộng Hòa đã bay sang Thái. Lính Mỹ ở bên Thái chờ sẵn để sơn lại cờ Việt Nam Cộng Hòa thành cờ Mỹ để người Mỹ sử dụng. Có lẽ hầu hết tàu chiến của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đều di tản sang Philippines vì hải quân gần như không bị ảnh hưởng. Tàu chiến Việt Nam Cộng Hòa sang Phi đều phải hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa và tịch thu luôn. Máy bay dân dụng của Air Việt Nam, các tài khoản, các bất động sản của Việt Nam Cộng Hòa ở nước ngoài đã trở thành vô chủ, nước ngoài sẽ sung công. Nghe nói Ngân hàng Thụy Sĩ cũng xơi được khối tài sản bí mật của Đức Quốc xã. Kể ra, mà có thể bàn giao chính quyền thì cũng đỡ thất thoát phần nào nhỉ? Ông Bùi Tùng hay ông Thể đã nói với ông Dương Văn Minh rằng các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chứ không có gì để bàn giao. Ông Bùi Tùng nói như thế là rất thiếu hiểu biết. Thực ra có rất nhiều thứ để bàn giao và ông Dương Văn Minh chứng tỏ rất hiểu về luật lệ, còn mấy ông sĩ quan Việt Cộng thì không. Được nhận đầu hàng thì oai, nhưng thiệt đơn thiệt kép ấy. Một trong những thứ quan trọng nhất để bàn giao chính là sự kế thừa hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa tại các tổ chức quốc tế, quyền tiếp quản các tài sản của Việt Nam Cộng Hòa ở nước ngoài, quyền thừa kế về lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có quyền chính danh để đòi lại Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Ông Thệ, ông Tùng lẽ ra phải bị kỷ luật, nhưng cái lỗi chính vẫn là ở Bộ Chính trị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vì không hề nghĩ đến kịch bản để kế thừa Việt Nam Cộng Hòa một cách hợp pháp. Cho dù là giả tạo thôi, hai ông này đã quá vội vã đòi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Điều đó là vô kỷ luật. Lẽ ra, việc hệ trọng thế này là phải báo cáo lãnh đạo, tối thiểu là phải cấp chủ tịch hay phó chủ tịch chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đến nhận bài rồi bàn giao chính quyền chứ. Một ví dụ khác chứng tỏ sự hiểu biết của đảng ta, Khmer Đỏ hơn hẳn đàn anh mình, đó là họ đã dựng ông Sihanouk lên làm chủ tịch nước khi lật đổ chính quyền của Lonon trước khi quân Cộng sản lật đổ chính quyền Dương Văn Minh. Điều đó đem lại tính chính danh cho họ về pháp lý. Có chân ở Liên Hiệp Quốc hẳn hoi ấy. Đó là Lonon trước đây lật đổ Sihanouk bằng đảo chính quân sự. Nay Khmer Đỏ lại đưa Sihanouk lên ngôi.